Thưa quý vị, nhân vật ngày hôm nay mặc dù đã bước sang tuổi 90, thế nhưng với một tình yêu thương dành cho động vật rất lớn lao, cùng với ước muốn là truyền thụ bộ môn chăm cứu cho sinh viên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Xuân Vân vẫn duy trì phòng khám chăm cứu thú y miễn phí tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội trong suốt hơn 10 năm qua. Người dân nơi đây, đặc biệt là những người nuôi thú cưng, thường hay gọi bà là bà tiên giữa đời thường. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật này trong một khách mời hôm nay. Chúng tôi ghé thăm phòng khám châm cứu thú y cộng đồng của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Xuân Vân vào một buổi sớm thứ hai đầu tuần. Hết top sinh viên này đến top sinh viên khác tới đây để học hỏi bà về kỹ thuật châm cứu và chăm sóc thú y. Trung bình mỗi tháng, phòng khám tiếp nhận khoảng hơn 30 con vật bị bệnh. Có đợt đỉnh điểm thì lên đến 50 con. Có nhiều chú cún, chú mèo đã được đem đi điều trị nhiều nơi, nhưng chỉ khi đến phòng khám và được bà Vân châm cứu thì mới bình phục. Tại đây, các vật nuôi sẽ được bà Vân và các sinh viên khoa thú y Học viện Nông nghiệp tận tay chăm sóc và châm cứu mà không thu phí. Khi mà mình gửi chó mình đến đây thì mình đã thấy có sự tiến triển rất tốt. Mình mới gửi bạn ý đến đây được khoảng là một tuần nay thì bạn ý đã có thể đứng được và có thể đi được chập choạng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Xuân Vân cũng chính là người đã đề xuất đưa bộ môn châm cứu thú y vào giảng dạy tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Lộ trình châm cứu của bà không chỉ gói gọn với những phương pháp truyền thống thuần túy, mà là sự kết hợp Đông Tây Y để đạt hiệu quả điều trị cao nhất. Vâng, thưa quý vị, Kim Ngân đang có mặt tại phòng khám châm cứu thú y cộng đồng của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Xuân Vân. Và ngồi cạnh Kim Ngân ngay lúc này chính là người phụ trách của phòng khám này. Dạ vâng ạ, con chào bà. Con cảm ơn bà đã nhận lời mời tham gia chương trình cùng với truyền hình Quốc hội Việt Nam ạ. Chào MC Kim Ngân, chào khán giả truyền hình Quốc hội. Dạ vâng, bà ơi, bà có thể kể cho con và các quý vị khán giả nghe lý do vì sao bà lại quyết định mở phòng khám này đúng không ạ? Mở cái phòng khám này để cho sinh viên nó học hỏi có thực tế trên con vật. Gia súc nó không biết nói, do đó cái mình phải tiếp cận và luôn luôn là theo dõi từng cái đặc tính của nó. Với những bác sĩ theo nghề châm cứu thú y và chăm sóc thú y thì theo bà cần hội tụ những cái phẩm cách gì ạ? Phẩm chất đầu tiên là phải yêu thương súc vật và tận tình, không ngại khó khăn gian khổ. Cái thứ hai nữa là cần phải học trong thực tế và học trong lý thuyết. Bà ơi, vậy thì trong quá trình 10 năm để duy trì phòng khám thì bà gặp những cái khó khăn như thế nào ạ? Cơ sở vật chất thì là lúc đầu là không có gì cả. Ba cháu góp gạo thổi cơm chung mà, đem gạo đến nấu cơm cho chó mèo, rồi mua thức ăn đến cho chó mèo đệm lót chuồng. Thì như vậy là cũng từ bỏ ra. Sau dần dần thì lãnh đạo Học viện Nông nghiệp mới ủng hộ cho xây dựng cái phòng khám. Hiện giờ là có 4-5 con, là như vậy là chủ bỏ, chúng tôi phải cản đáng. À, vâng, có thể thấy rằng cũng giống như con người thì có những ca chó mèo để bị liệt lâu ngày, khi được mang đến phòng khám thì chấn thương đã quá nặng rồi, vì vậy phải đưa ra kết luận là không thể cứu chữa. Hoặc là có những trường hợp phải chữa trị mất rất là nhiều thời gian và nhiều chủ thú nuôi đã bỏ rơi chúng tại phòng khám. Tuy nhiên, nhờ có sự hỗ trợ từ tập thể nên Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Xuân Vân vẫn có thể tiếp tục duy trì hoạt động của phòng khám. Đây không chỉ là nơi để người dân mang thú cưng đến điều trị, mà còn là địa chỉ đỏ để các bạn sinh viên, thực tập sinh Học viện Nông nghiệp đến tham quan, học hỏi và nâng cao kỹ năng. Dù tuổi đã cao, nhưng tuần nào Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Xuân Vân cũng dành ra 4 buổi đến phòng khám để truyền dạy kiến thức, kỹ năng về châm cứu và điều trị thú y cho các thực tập sinh. Có lẽ đây cũng chính là niềm mong mỏi nhất của bà sau một chặng đường dài nghiên cứu và phát triển lĩnh vực châm cứu thú y tại Việt Nam. Đây này, cái lọ này. Thấy chưa? Dòng cuộc sống tay ẩn thế này, châm vào thế này. Nhé. Kim khớp châu đuôi đã. Đây, có cái tròn tròn đây này. Thấy không? Bà đã cùng với các sinh viên tự thiết kế máy móc, thiết bị chữa trị cho chó mèo.
như chiếc xe lăn này, giúp bệnh nhân có thể tiện đi lại, không phải lê lết, tránh làm cho vết thương bị tổn thương nặng hơn. Xe thì bọn em sẽ cùng bà và các anh chị sẽ thiết kế tùy thuộc theo kích cỡ của từng bạn để phù hợp các bạn đi lại và thuận lợi cho luyện tập ạ. Ngoài việc được học tập và nâng cao tay nghề thì em còn học được tính kiên nhẫn và được bồi đắp thêm tính yêu thương với động vật. Ngoài ra bà còn truyền lửa cho chúng em để giúp chúng em kiên định hơn trên con đường mà mình đã chọn. Bên cạnh đó, bà Vân còn tự tay chế biến thức ăn cho các vật nuôi đang được điều trị tại phòng khám. Theo bà, dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hồi phục sức khỏe của vật nuôi. Chính nhờ sự chăm sóc tận tình của bà Vân và các sinh viên, rất nhiều vật nuôi tại phòng khám đã khỏi bệnh và có thể trở về cuộc sống bình thường. Bà không bao giờ bà từ bỏ, bà luôn kiên trì trong cái việc chữa trị cho các bạn chó mèo ở đây. Thì có những bạn là sau 2 tháng điều trị thì tụi em dường như nghĩ là bạn ấy không có tiến triển, bởi vì hoa 2 tháng là quá là dài. Nhưng mà bà vẫn tin là bà có thể chữa trị cho bạn đấy. Và kết quả là sau 3 tháng và thậm chí là có những bạn 5 tháng là bạn ấy mới khỏi. Thì thực sự là qua cái việc kiên trì đấy thì cứu chữa được rất là nhiều bạn hơn nữa, thoát khỏi cái cảnh liệt. Phòng khám của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Xuân Vân thực sự không chỉ là môi trường rèn luyện thực tế cho các bác sĩ thú y tương lai, mà còn là nơi truyền lửa cho họ tình yêu động vật và đam mê với lĩnh vực chăm cứu thú y. Để nâng cao được hiệu quả giảng dạy cho sinh viên cũng như là nâng cao được hiệu quả điều trị cho các thú nuôi ở đây thì có lẽ bà vẫn luôn nghiên cứu, học hỏi và tiếp thu những kiến thức mới, phải không ạ? Thì luôn luôn tìm hiểu, đọc sách, nhiều đêm là phải suy nghĩ tại sao nó là không tiến triển, phải tìm hiểu bên chăm cứu người điều trị như thế nào có thể áp dụng trên lĩnh vực thú y không. Vậy thì không biết là bà mong muốn điều gì cho nghề thú y hiện tại và tương lai ạ? Lực lượng đào tạo chăm cứu thú y ở trong trường đại học quá ít. Tôi mà chết đi thì là như vậy, chỉ có một vị có thể thay thế được. Sinh viên thì là nó có cái nhu cầu học nhiều, do đó mà tôi thấy viện và khoa nên quan tâm và đào tạo cái lực lượng kế tục sự nghiệp của cái ngành chăm cứu thú y. Dạ vâng ạ, con mong bà thì sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe để không chỉ là chăm sóc cho các thú cưng ở phòng khám mà còn tiếp tục lan tỏa cái tình yêu đối với động vật này, cũng như là tình yêu đối với nghề chăm cứu thú y lan tỏa đến với mọi người. Một lần nữa con xin được cảm ơn bà. Vâng, và xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.